dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 mét vuông. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V vừa lòng đường cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho các bác nha. Chuyển điện phía trong nó rất là tiện, gọn và khi mình nhận được bộ dàn chỉ việc cắm vào điện 220 là sẽ ok, không cần phải cắm vào đổi nguồn ở ngoài hoặc là cắm vào điện 100V tự ấm áp rất là rườm rà phiền phức mà đôi khi mình quên cắm dễ gây cháy nổ bộ dàn, nên chuyển điện phía trong âm ly cực kỳ tiện. Và bên em có nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly, Bluetooth gắn phía trong nó sẽ bắt sóng xa hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn và chống nhiễu tốt hơn Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Bên em có bán cái rồng bát học, tức là cái khiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Em có bán đĩa MD nhận chép nhạc theo cầu, có bán anten để mình cắm vào bộ dàn nghe radio AM/FM. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là góc cạnh của loa. Sáp GX2 công suất loa là 60W, trên cặp loa công suất amply là 32W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, đây là ngõ ào ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Cắm anten vào đây để nghe radio AM, FM. Tổng thể mặt sau của bộ dàn, cần xem ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo 0931008099 để em tư vấn. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, chỉ cần các bác cho địa chỉ là hàng sẽ được ship tặng nhà. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu các bác chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một nhựa dây để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính. Không lấy dây thì em sẽ tặng mình đĩa MD chép nhạc theo cầu nha. Nói chung là khi chuyển đủ sẽ có một quà tặng khuyến mãi kèm bao dàn cho các bác. CX8. Em đang có hai bộ nha. Chức năng chính của hai bộ này là CD lỗi, MD hoạt động ok, có ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. FM của dàn là 108 bắc full đài Việt Nam. Bass của lo là 12 cm, chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 62 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 mét vuông. Chip là chip đơm, bass là màng carbon gân dải tẩm dầu, có đèn equalizer nhảy theo điệu nhạc nhìn rất bắt mắt. Đây em có hai bộ cùng một model cùng một chức năng là MD và ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Đây là góc cạnh mặt sau của cả bộ dàn. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn thì vui lòng vào Zalo nha. FM là 108 bắc full đài Việt Nam, mình cắm anten vào đây để nghe radio AM/FM. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly là 48W, công suất lo là 80W trên cặp lo, bass của lo là 12 cm. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Và ngoài ra bên em có bán cái robot học, tức là cái khiển học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn, chỉnh lọc âm equalizer, chỉnh tăng bass, và em có bán cái anten để mình cắm phía sau âm ly nghe được radio AM/FM. Em có nhận chiếc đĩa MD theo cầu, chỉ cần các bác đưa tên bài hát hoặc tên ca sĩ qua Zalo, nhân viên bên em sẽ chép theo đúng ý thích của các bác vào đĩa MD. Bass 12 cm chép đơm, bass chép rất là đầy đủ để mình nghe được nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc remix, tất cả đều hay. Em vừa test một đoạn nhạc không lời qua chức năng ao ít kết nối điện thoại. Tiếp theo mình sẽ test nhạc qua chức năng đĩa MD. Thank you.
trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho cầu đừng đi.